Công xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã đến với video của Công ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay lại nói về một vấn đề nóng hổi của chủ đề nghĩa vụ quân sự. Hàng năm khi tới mùa tuyển quân thì người quen của Công đều có một vài anh em trong gia đình trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, thì thường hay hỏi Công này nọ. Thì trong các câu hỏi đó có một câu hỏi Công gặp rất là thường xuyên là đi bộ đội có bị đánh không? Tại sao hàng năm trên các diễn đàn mạng xã hội đều có các video mà bộ đội bị đánh, nó chia sẻ rất là nhiều. Thì ở đây video này Công sẽ nói về cái vấn đề đó, nói cho các bạn hiểu, nói cho người thân của những người đi bộ đội hiểu là sự việc thực sự nó như thế nào, để cho các bạn có thể yên tâm. Thì đầu tiên Công xin khẳng định là những việc mà xảy ra trong các video và các bạn coi anh chị trên mạng là những sự việc cực kỳ hiếm, khả năng xảy ra của nó rất là thấp. Tại sao lại hiếm và khả năng xảy ra thấp? Thì có hai lý do chính. Lý do thứ nhất là bộ đội bây giờ mọi người tuyển, là bộ quốc phòng tuyển theo trình độ văn hóa từ trên xuống dưới, tức là trình độ văn hóa từ đại học xuống cấp 3 mới xuống cấp 2, cho nên trình độ văn hóa mọi người bộ đội rất là cao. Những người có trình độ văn hóa cao không ai tự nhiên là đi gây sự làm gì. Nói như vậy tức là khi mà có đánh nhau thì sẽ có lý do và có sự kiện gì trước đó dẫn tới cái việc đánh nhau đó. Nhưng hầu hết các sự nóng nảy của bộ đội thì không có dẫn đến sự đánh nhau nha các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì từ ngày đầu, bởi vì cái lý do hai này nè, là từ ngày đầu vào quân đội thì các anh cán bộ đã quán triệt tư tưởng tất cả bộ đội phải đoàn kết, quân đội nhân dân Việt Nam mà phải đoàn kết. Nếu không đoàn kết, tức là các bạn đánh nhau thì sẽ phạt cực kỳ nặng và sẽ nhớ tới khi xuất ngũ, thậm chí là nhiều năm sau vẫn còn nhớ tới những hình phạt đó các bạn. Và thêm một điều nữa là các cán bộ trung đội, đại đội, các anh chính trị viên đều theo sát các bộ đội hàng ngày, hàng tuần, đều có báo cáo lại và đều có ghi chép rõ ràng, nắm rõ tâm tư tình cảm của các anh em. Nên khả năng mà các anh em bất hòa mà dẫn tới đánh nhau là cực kỳ khó. Những cái việc đó là cực kỳ hiếm. Không phải là cái việc đánh nhau hay bị đánh cũ đánh là diễn ra đại trà đâu nha các bạn. Công xin khẳng định với các bạn là như vậy. Vậy thì sẽ có những bạn hỏi Công về các video đang truyền trên mạng xã hội thì chúng ta giải thích như thế nào. Thì ở đây theo Công nghĩ, đây là những trường hợp mà xích mích giữa dính ha, mới vừa huấn luyện chiến sĩ mới xong về các đơn vị mới. Thì chắc là các bạn cũng biết, khi mà bộ đội huấn luyện chiến sĩ mới xong sẽ được phân công về cho các đơn vị thực binh. Thì khi mà về cái đơn vị thực binh, giữa lính cũ và lính mới chưa hiểu nhau, những ngày đầu có sẽ có lời ăn tiếng nói không hợp nhau và dẫn đến xích mích, và kéo dài có thể dẫn tới cái những cái việc đánh nhau như các bạn đã coi trên các mạng xã hội. Thì do các bạn chỉ coi trên mạng xã hội như thế, cho nên chắc chắn các bạn không biết được là những người mà tham gia đánh nhau đó sẽ bị phạt cực kỳ nặng. Chỉ cần chỉ huy đơn vị mà biết được những trường hợp này, họ sẽ phạt, có những hình phạt mà sau khi phạt, những cái người vi phạm có thể sẽ thân nhau luôn đó các bạn. Thì chẳng hạn như là cho họ nắm tay nhau cùng đi ăn, hoặc là nắm tay nhau cả ngày lẫn đêm, sau đó là cho ngủ chung một giường, rồi phạt cùng lao động với nhau. Nói chung là những hình phạt mà gắn kết cho hai người đó. Cùng với việc đó, cán bộ sẽ đả thông tư tưởng hàng ngày, mỗi ngày, và cấm phạt vô các nhu cầu của những người đó. Thì những người vi phạm chắc chắn là sẽ nhớ rất là kỹ, để tránh không có bị vi phạm nữa. Thì sau video này Công sẽ có làm một video về cách làm sao đi bộ đội để không bị đánh, làm sao đi bộ đội để không xích mích với người khác, không bị bắt nạt. Thì mong là các bạn sẽ theo dõi video tiếp theo của anh Ba Công. Video của Công đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy bấm đăng ký và theo dõi các video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.